Thưa quý vị, thống đốc tiểu bang Arizona sẽ chỉ định người kế nhiệm ông John McCain. Sau khi thượng nghị sĩ John McCain qua đời, thống đốc Arizona Doug Ducey sẽ bổ nhiệm người kế nhiệm ông McCain, vốn đại diện cho tiểu bang này tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ trong 35 năm vừa qua. Các đảng viên thuộc Đảng Cộng Hòa tại Arizona đã đưa ra một danh sách dài những người có khả năng được bổ nhiệm cho vị trí đại diện của Arizona tại Quốc hội liên bang, trong đó có cả phu nhân thượng nghị sĩ John McCain là bà Cindy. Luật của tiểu bang Arizona quy định người được bổ nhiệm phải từ cùng một đảng với người tiền nhiệm. Bên cạnh đó, theo luật của tiểu bang này, mặc dù thống đốc tiểu bang có quyền chỉ định người kế nhiệm, tuy nhiên, việc bổ sung vào vị trí khiếm khuyết đó chỉ được thực hiện cho tới cuộc bầu cử tiếp theo. Sự ra đi của thượng nghị sĩ John McCain đồng nghĩa với việc tiểu bang Arizona sẽ không có người đại diện tại Quốc hội vào năm 2019, vì thượng nghị sĩ Jeff Flake cũng sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay.